hơn chị. Wow. Công nhận ở đây đông quá anh hả? Nhìn đẹp dễ sợ luôn á. Đây là khu du lịch đó, mọi người sẽ đổ xô về đây rất là nhiều luôn. Không nhận luôn. Mọi người tụ tập ở đây đông. Lúc nãy em thấy nhiều rất là nhiều bạn biển số xe của các vùng khác nữa, Osaka rồi Kobe rồi là Nara rồi nhiều vùng lắm. Thì chắc Osaka Sakai họ, nữa. Tết họ lên trên đây đi du lịch thì nhiều lắm chứ, tại vì ở đây nhiều thắng cảnh đền chùa. Đẹp mà. Kyoto là vùng nổi tiếng về đền chùa và khu du lịch cho nên mọi người ngày Tết đó họ sẽ nhân cơ hội này họ sẽ đến thăm Kyoto. Là khu này thấy công những hôm nay đồ ăn cũng nhiều nữa. Cái đền chùa lớn à, đồ ăn nhiều để sợ luôn á. Thành ra xung quanh mọc lên. Đây mọi quán. Người hãy cùng gia đình Satoshi Mama đi tham quan đền chùa vào ngày lễ Tết. Nhìn xô bồ thật. Satoshi xin chào đi con. Không khí ở đây thì rất là vui nhộn rồi. Nhiệt độ bây giờ ở ngoài trời thì khoảng tầm mấy độ, 5 độ. Mọi người cùng gia đình Satoshi vào thăm ngôi chùa lớn nhất, ngôi chùa mang tên là Chioin. Ôi nó to dễ sợ luôn á. Mang đồ lưu niệm hả? Đồ ăn lưu niệm đặc sản của Kyoto. Wow. Đây quán hạt dẻ nướng nổi tiếng. Hạt dẻ ở đây chắc là 100 gram không biết bao nhiêu tiền đây. Ôi quá to. Bạn Satoshi lùng quá không vô thấy hình được. Lui đồng chí siêu mẫu lui lui. Một đôi tiền mỗi cho tổ. Dễ sợ nó to lắm mọi người ơi. Ngôi chùa Chioin là trụ sở của giáo phái Jodo của Phật giáo. Đây là cổng sang môn, cổng vào chính của chùa Chioin. Cổng sang môn này là cổng lớn 2 tầng. Chùa Chioin nằm dọc theo con đường giữa công viên Maruyama và đền Shorenin. Chùa được xây dựng vào năm 1294 bởi linh mục Kenji. Đây là cánh cổng khổng lồ với chiều cao là 24m và rộng 50m. Và cánh cổng này có tới 70.000 viên ngói phủ trên mái của nó. Quá là rộng luôn á. Một mình Satoshi. Satoshi. Và đây là cầu thang dẫn đến khuôn viên chùa chính. Bậc thang ở đây quá là cao luôn á. Cho tôi xin đi nổi không đây. Wow, cao dễ sợ. Mỗi bậc thang này phải đến 30cm đấy chứ. Dễ sợ, sao tôi xin lên được đây rồi. Trời, đông quá. Khắp nơi mọi người đổ về Kyoto để... Ôi, cái đền này to quá. Và đây là hội trường Bido được xây dựng lại vào năm 1639. Hội trường này có chiều dài là 35m và chiều rộng là 45m.
và mọi người sẽ vào bên trong để cầu khấn lễ Phật. Và tất cả mọi người đều phải lấy bao và tự mang theo giày của mình bỏ vào trong bao để đi vào bên trong. Tôi nhanh quá, đi vào trong bên trong rồi. Đó, mọi người đã sẵn, để sẵn bao ở đây rồi, mình tự lấy và mình đi vào bên trong thôi. Cái chùa này quá là to luôn á, chùa khổng lồ. Xung quanh là rừng núi, cây cối bao bọc. Mặc dù mùa đông nhưng mà cây vẫn xanh, lá tươi rói. Có chiếc xe trang trí rất là dễ thương luôn á. Wow, mấy chiếc quạt cạnh chiếc xe hả? Wow, cầu ai nè. Ở đây bán đồ lưu niệm á, nhìn dễ thương lắm. Xe xe đi đi. Có đường kia là cho xe hơi để đi lên. Có một đường cho xe hơi nữa à? Đúng rồi. Wow, từ trên cao xuống nhìn đẹp dễ sợ luôn anh ha, nhìn hùng vĩ á. Cao tróc tróc luôn. Đã thấy to hoành tráng rồi. To khiếp luôn. Satoshi bắt đầu đi xuống cầu thang, bậc thang rất là cao luôn á. Hamunai, yukuri itte. Bye bye bye. Bye bye đi. Ui. Wow, Satoshi giỏi quá, đi leo lên leo xuống. Sugi, sugi. À, xe từ Osaka lên. Osaka ở lân cận Kyoto, nó cũng giống như Hồ Chí Minh với là Bình Dương á. Wow, ở đây này. Có nhìn thấy thành phố nữa nè. Wow, dễ sợ, to kinh khủng. Sao tôi sẽ lại đi xuống rồi. Wow, nhìn đẹp ha. Sao xin vô không? Hết chứ. Các bán đồ lưu niệm hả? À, đồ bánh nữa nè. Satoshi à? Cô đây.